vượt đường xa xôi, tim em đã cắt đứt. Ra miền cây dương xưa trăng nước còn mộng mơ. Khắp nẻo đường quê hương không thấy người mình yêu. Tôi chẳng đâu buồn quá trời xa hôn mong chỉ yêu. Em có hay chẳng riêng lòng tôi nhớ thương đây trong nước năm xưa còn đây. Trăng sáng soi đôi má gầy, những nao xót xa tình ai. Mong đợi từ bao lâu giờ em chết nơi đâu. Chưa chọn niềm thương yêu, chưa hết lòng tìm nhau. Đây tim kính cầu xin làm sao không vương sâu. Dẫn đến hương yêu câu thể đi môi. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Các bác vừa nghe em test một đoạn nhạc từ trên YouTube qua cổng Line-in từ chiếc đài Sony 300S ở dưới kia. Hôm nay thì em mới có hàng lại và chiếc 300S này thì hình thức còn rất đẹp. Chút nữa thì em sẽ review chi tiết cho các bác xem. Và hôm nay thì em có 4 chiếc đài, thì để có đến 3 chiếc là của hãng Sony. Model rất là quen thuộc như là 710, 1133. Và chiếc trên cùng kia, bên tay phải là chiếc JVC W100, hình thức cũng rất là đẹp. Tất cả 4 máy thì đều sử dụng điện 220V nhé các bác nhá. Đều là hàng xuất cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm, không phải lo dùng đổi điện, ổn áp gì cả. Và những chiếc này thì cũng rất dễ sử dụng nữa. Để bây giờ em sẽ đi vào báo giá và giới thiệu chi tiết từng cái cho các bác xem. Và các bác nào chưa bấm đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký nút màu đỏ ở phía dưới để tiện theo dõi những video em đăng lên sớm nhất nhá. Đầu tiên trước mặt các bác đây là chiếc đài Sony 1133S có giá là 1.700.000 đồng nhé các bác nhé. Máy sử dụng điện 220V và các chức năng thì cũng rất dễ sử dụng. Cái này thì các bác có thể biếu các cụ ở nhà nghe đài, radio hoặc là nghe băng cassette rất là tiện. Tổng thể kích thước của chiếc đài này thì nó ngang là 65cm và cao là 20cm. Ba cục, hai loa này thì các bác có thể tháo rời được. Và với kích thước như vậy thì các bác có thể ướng chừng vào kệ tủ nhà mình rồi mua nhé các bác nhé. Ok, bây giờ thì em sẽ test qua cái phần băng cassette và radio cho các bác nghe. Bye.
cho em cánh hoa, và ai ca nốt bài ca câu hát buồn rũ lòng ngày qua. Đêm đêm nức nở nhớ anh phương trời, hỏi anh biết hay không, buồn thương em chờ mong người anh trai lạc hương, chắp tay em nguyện cầu ngày về trọn thương. Mùa hè vắng anh cũng thành đông anh, mùa thu cũng vương mây. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn thăm và làm việc với binh chủng hóa học, ghi nhận biểu dương những kết quả binh chủng đã đạt được thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu binh chủng hóa học nhanh như vậy cả. Dạ. Điều đó cho thấy rằng là những cái vấn đề về viêm nhiễm vùng cơ quan sinh là việc khó khăn nữa, đó là chúng tôi chỉ có 24 cán bộ chiến sĩ nên chúng tôi phải chia ca để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ bảo đảm. Ekip đã thuyết phục các anh là phải làm một music video chính thức cho ca khúc lần này, thì thực sự là khi mình nhắc đến đây thì em cảm thấy rất là may mắn. Về sức khỏe đường ruột, bởi khi đường ruột có những dấu hiệu bị tổn thương hoặc bị viêm nhiễm sẽ làm cho hệ tiêu hóa hoạt động không hiệu quả và ảnh hưởng đến hàng loạt các vấn đề sức khỏe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hấp thu các dưỡng chất trong cơ thể. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ok, các bác vừa xem em test cái phần radio đấy, thì phần radio của chiếc đài này thì nó bắt rất là tốt. Ở chỗ em thì là bắt được sóng tất cả các đài tiếng nói Việt Nam. Riêng chiếc này các bác có thể mua về biếu các cụ để nghe đài thì rất là hợp lý. Giá cả của nó thì cũng không quá là cao và dễ sử dụng nữa. Còn bây giờ thì em sẽ quay tiếp cái phần chiếc Sony ở bên dưới. Và xuống bên phía dưới này là chiếc đài Sony CBS710S, một model rất là quen thuộc trên kênh YouTube của em. Và dòng này thì trong Nam em cũng bán rất là nhiều, hàng về thì liên tục. Giá cả của nó thì đang ổn định nha các bác nhá, vẫn 2.200.000 đồng. Giá này thì các bác chơi được với hai cửa băng cassette này, radio FM 108 bắt rất là tốt và có cổng line ở phía sau. Chiếc này thì hình thức còn đẹp tầm khoảng 85%. Phần sơn của nó thì đang còn nguyên zin. Màu đen này thì rất là sạch sẽ. Mặt phía trước này thì không chảy xước quá là nhiều. Và cái phần đầu từ cũng như là dây cu loa bánh tì thì em đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Các bác mua về chỉ việc sử dụng thôi. Phần review chức năng của chiếc đài này thì em đã làm cũng nhiều rồi. Bây giờ em sẽ test nhanh luôn cái phần băng cassette và radio cho các bác xem nhé. Tình yêu như muôn hoa nở ngày đêm.
đến mô hình học cụ và được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị. Tiêu biểu có thể kể đến như bộ dụng cụ cố định pháo trong hải quân giúp... Thì bạn nên đi làm các xét nghiệm để chứng minh là có thật sự có của các thành viên trong cái bài hát lần này. Đó lý do tại sao mà phần lời Việt của chúng ta có như thế và phần tiếng Anh như vậy. Anh nói với em rằng là này, nguyên đoạn điệp khúc anh muốn giữ nguyên. Vì đó là cái tinh thần của cái bài hát này. Thì anh muốn giữ nguyên và đó lý do tại sao mà anh không có viết lần này. Và được sự đồng ý của bác sĩ sản khoa. Thưa quý vị, mang bầu song thai có nghĩa là cơ thể bạn đang phải làm việc gấp đôi với bà bầu bình thường nhằm nuôi dưỡng và giúp thai nhi phát triển hoàn chỉnh. Do vậy mà... Tiếp tục có bên này là chiếc đài GBC-W100. Hình thức còn rất là đẹp nha các bác nha. Tầm khoảng 85-90%. Các bác có thể nhìn cái phần viền mạ chrome ở thân máy và bên trong loa cũng như là các chữ in ở trên thân máy đang còn rất sắc nét. Nước sơn màu đen bóng còn đẹp. Chiếc này thì các bác có thể mua về vừa trưng bày này, cũng như là nghe băng cassette. Phần băng cassette của nó thì chạy hai cửa băng cassette, hoạt động tốt. Radio và cổng la in cũng vậy. Chiếc GBC-W100 này thì sản xuất vào năm 1988. Và những bác nào đã sử dụng từ ngày xưa bây giờ có thể mua lại, ôn lại kỷ niệm. Nghe dòng cassette thì dòng GBC tiếng của nó khá là sáng, để nghe nhạc chiếc 75 rất là hợp. Cái phần bát của nó tuy không có megabát chỉnh âm bát riêng như những chiếc đài Sony, nhưng mà nó cũng có chất âm riêng để các bác nghe. Bây giờ thì em sẽ test qua cái phần cassette và radio. Riêng các chức năng sử dụng thì em đã giới thiệu ở các clip trước rồi. Bác nào có thể không rõ thì có thể liên hệ với em theo Zalo ở trên số điện thoại đây. Em sẽ gửi clip riêng cho các bác xem để đỡ mất thời gian nha các bác nha. Đầu tiên em sẽ test cuốn băng Thanh Tuyền 1 tiếng hát trước năm 1975 cho các bác nghe. Thank you.
dối tình tha thiết trao nhau em đến ngày bạc mái đầu. Mình yêu mái nhà nhỏ bé, đường hoa khuya sớm đi về, mộng sinh có gian thiên lý, đời vui tay nắm vai kề. Không sao lòng mình chợt buồn tênh, tình chúng ta sao bây giờ tựa như là mưa. Ngày nào hoa kia vẫn xanh. Nhất là cuối năm 2022 và những ngày đầu năm 2023. Làm cho ngoại biết trước, ngày về cả. Đứa nào nói Tết này không về là ngoại nói ừ, về Tết tốn kém lắm. Thôi, giờ có điện thoại gọi thấy hình rồi. Nhưng thử bắt thiền linh xuất hiện coi, ngoại vui không tả nổi. À, chết rồi bác sĩ ơi, em bị sưng vòng kè. Nhưng mà đến khi mình xem xong thì đã về. Sẵn sàng tạo điều kiện để khu vực này phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Việt Nam sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các thị trường bất động sản, vốn chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, lao động. Và cuối cùng bên phía dưới này là chiếc đài Sony CFS 300S có giá là 2.900.000 đồng cho các bác nhé. Hình thức thì em đã tuyển chọn chiếc này, hai tem cờ của nó thì còn nguyên zin, hai tem này là hai tem zin này các bác này. Hàng 3 cục. Hai loa này thì các bác có thể tháo rời được. Với kích thước cực kỳ lớn, là dòng đài 3 cục của Sony gần như là lớn nhất thuộc dòng hàng xuất. Nó lớn tương đương với lại chiếc 939 nhé các bác nhé. Kích thước của nó là có chiều ngang là 75cm và cao là 27cm, nặng gần 10kg. Với kích thước lớn, thùng loa rộng cho nên là nó cộng hưởng âm bát rất là tốt. Tuy loa bát của nó tầm khoảng 12cm thôi, nhưng mà âm bát của nó nghe vượt trội hơn những dòng đài cùng tầm tiền. Đặc biệt thì đài Sony nó có thêm chức năng megabass, chỉnh tăng thêm chiều sâu của âm bát nữa, cho nên là nghe rất là thích. Chiếc này thì nó có cả cổng line-in ở phía sau, cho các bác nên nghe đa dạng dòng nhạc hơn. Ví dụ chúng ta có thể kết nối với một chiếc USB Bluetooth, nghe nhạc Bluetooth từ trên YouTube xuống này, nhạc vàng, nhạc trẻ đều được, rất là tiện dụng. Và nó chạy hai cửa băng cassette này, giai điệu FM của nó cũng là 108 luôn. Dòng 300S này thì ở trước Tết các bác hỏi mua em cũng khá là nhiều, nhưng mà bây giờ em mới có hàng. Và bác nào đang cần tìm để sử dụng sưu tập chiếc đài Sony 300S thì có thể liên hệ với em nhanh theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình nhé các bác nhé. Và giá của em bán thì vẫn là công khai, bảo hành hàng thì là 2 tháng trên toàn quốc, ship hàng có bưu điện, cho nên các bác hoàn toàn yên tâm. Còn bây giờ thì em sẽ test qua cái phần băng cassette và radio. Với băng cassette thì các bác có thể nghe tốt kể cả những cuốn nhạc như là Modern Talking, Brunei, cho âm bát nghe nó nổi trội hơn.
khóc ướt vai tôi trong những đêm nghẹn ngào. Rồi ngày tháng im trôi, cuộc đời chia hai lối. Bóng mồ thôn có thiệp phòng báo tin vui, tin em lấy chồng. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói hương như quên vào dĩ vãng. Đôi mắt người xưa cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ làng. Kiếm của vua Dionysius, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Thổ xưa, trị vì xứ Syracuse, một xứ sở giàu có nhất vương quốc Sicily, Dionysius sống trong một cung điện nguy nga tráng lệ với vô số đồ vật đắt giá. Bức thư xanh gần đây thôi nhưng mà viết rất là thường xuyên, đó là cô Thanh Nguyệt Huỳnh. Bức thư này cô viết cho những người ân nhân của mình. Cô viết: mấy chục năm trước, nếu không nhờ những tấm lòng hảo tâm của những người ở trong tổ chức từ thiện, chúng tôi phản đối bất kỳ cách tiếp cận sai lầm nào trong việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng quyền lực nhà nước để phân biệt đối xử với các công ty Trung Quốc. Trung Quốc hy vọng Australia sẽ cung cấp một môi trường công bằng và không phân biệt đối xử cho hoạt động bình thường của các công ty Trung Quốc. Các bác vừa xem em test nhanh và báo giá 4 chiếc đài radio cassette của ngày hôm nay. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Em sẽ nhận ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.